Phẩm thường bất khinh Bồ Tát, ba môn phân biệt. Một, nói rõ dụng ý. Hai, giải thích tên phẩm. Ba, giải đáp thắc mắc. Một, nói rõ dụng ý, có bốn ý. Một, nói về người năng học hành, tuy có sáu phẩm, nhưng chia làm bốn đoạn. Đây là đoạn thứ tư, thuyết minh về Phật tự thân xưa, lúc ở vị trí tu nhân hành an lạc hạnh, tu nhẫn nhục, vân vân. Lưu thông kinh này nên được an lạc. Nay thuyết kinh này khuyến khích pháp hội đương thời, cho nên mới có phẩm này. 2. Trong ba phẩm thuyết minh về quả chưa mãn, trước đã thuyết minh về sự tu hành cái hạnh sáu căn thanh tịnh, nhưng chưa biết người chứng đắc thực sự là ai. Này thuyết tự thân xưa tu hành hạnh đó, được sáu căn thanh tịnh để khuyến khích pháp hội đương thời, cho nên mới có phẩm này. 3. Muốn nêu rõ thực hành an lạc hạnh, thì uy thế sẽ không gì sánh nổi, ta là bất khinh. Thực hành an lạc hạnh, chúng sinh lúc đó có những hành động làm tổn hại đến ta. Thoạt đầu tuy bị khổ, nhưng rồi nhờ lực của ta họ đều chứng đắc Phật đạo. Huống hồ lại đích thân tự mình tu hành mà chẳng thành Phật được ư. Này thuyết về duyên này để làm lợi cho pháp hội đương thời, cho nên mới có phẩm này. 4. Trong luận thuyết về sáu loại ký, thì đây thuyết minh về Bồ Tát đầy đủ nhân tu được dự ký, cho nên mới có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. Thường có nghĩa là hằng, bất khinh có nghĩa là cung kính. Quan sát thấy bốn chúng ấy đều sẵn có nhân Phật tính, khuyến khích họ tu hành, ắt sẽ được thành Phật. Ba nghiệp luôn vững chắc, cung kính ngưỡng mộ, cho nên gọi là thường bất khinh. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi vì sao phẩm này Phật chỉ bảo cho một mình đắc đại thế? Đáp, vì muốn nói rõ uy thế của kinh này có thể khiến cho mọi người thuận theo mà tu hành thì sẽ chóng được thành Phật. Còn kẻ ác trái với kinh này cũng có thể chóng trừ được nỗi khổ của họ, cho nên chỉ bảo riêng cho vị đó mà chẳng bảo người khác. Hỏi, phẩm này cũng thuyết minh về uy âm vương Phật, thế mà tại sao chỉ lấy bất khinh đặt tên phẩm? Đáp, Phật nhân tiện mà nói về vị đó chứ chẳng phải là chủ yếu thuyết minh về vị đó. Kinh văn, bấy giờ Phật bảo tới thân ý thanh tịnh, tán rằng toàn văn phẩm này chia thành bốn phần. Phần đầu nhắc lại về tội phúc do nghịch hạnh, thuận hạnh sinh ra trước đây để chỉ bảo cho mọi người. Phần 2. Nêu bật riêng về nhân tướng thuận nghịch đối với người trì kinh, thuyết kinh. Phần 3. Kết hội xưa nay để chỉ cho mọi người tướng thuận nghịch. Phần 4. Kết khuyên mọi người trừ nghịch hạnh, tu thuận hạnh. Đây là phần đầu. Tội thì như phẩm thí dụ trước, công đức cũng như các phẩm trước đã nói. Kinh văn đắc đại thế tới đều cùng một danh hiệu. Tán dòng dưới là phần thứ hai, nêu bật riêng về nhân tướng nghịch thuận đối với người thuyết kinh. Có 3, 1, đầu tiên nêu rõ thời tiết, 2, thứ đến là Phật được gặp, 3, cuối cùng là nói rõ nhân tướng thuận nghịch đối với người năng hành. Đây là hai phần đầu. Phật được gặp có hai loại: A, Phật đầu tiên; B, Phật sau. Phật đầu tiên có 6 mục: 1, danh hiệu; 2, kiếp; 3, nước; 5, thọ trụ; 4, thuyết pháp; 6, niết bàn. Chư Phật cùng danh hiệu là Uy Âm Vương, nêu bật cái âm thanh thuyết kinh pháp hoa là thứ tôn quý thắng trội như vua, có uy thế lớn, có thể khiến chúng sinh được lợi lạc lớn, tức là điều mà thường bất kinh chứng đắc lúc lâm chung. Đó là kinh pháp hoa này lợi ích to lớn. Kinh văn, vị Uy Âm Vương Như Lai đầu tiên tới có thế lực to lớn, tán rằng dưới là nói rõ nhân tướng thuận nghịch đối với người năng hành. Trong đó có 8 phần: 1. Kẻ ác tăng thế; 2. Thiện sĩ thêm trăm; 3. Bị lời xúc phạm có thể nhẫn nhịn; 4. Thân bị xâm hại có thể chịu được; 5. Tiếng lành đã nổi; 6. Thắng quả bền sinh; 7. Kẻ ác theo sự giáo hóa; 8. Thiện sĩ tăng đạo. Đây tức là phần đầu. Kinh văn, bây giờ có 1 tới vì sẽ thành Phật, tán rằng đây là phần 2, thiện sĩ thêm trăm có 3 mục: 1. Nêu danh; 2. Giải thích danh; 3. Nêu rõ về hạnh. Đó là đoạn từ vị tỳ kheo này trở xuống. Bồ Tát tỳ kheo nêu rõ đây là Bồ Tát chứ chẳng phải là tỳ kheo. Nếu là tỳ kheo mà chẳng phải là Bồ Tát thì chẳng phải là hạnh này. Vì đầu tiên thì chẳng đáng trách, nhưng cuối cùng thì phạm giới. Tôi rất kính các ngài, chẳng dám khinh mạng, vì các ngài đều có Phật bản tính và trụ chủng tính, nên đây là kính báo thân Như Lai tạng. Đều tu hành đạo Bồ Tát sẽ được thành Phật.
Có nghĩa là người có chủng tính nếu khởi tập tính, phát tâm tu hành, ắt được thành Phật. Thêm nữa, vì y vào pháp thân Như Lai Tạng mà hết thảy đều có, nên tôi rất kính trọng các ngài. Nếu tu hành đạo Bồ Tát, tôi tu tập báo thân Như Lai Tạng thì sẽ hết được thành Phật. Kinh Vô Úy Đức Nữ nói rằng Bồ Tát vì độ cho các chúng sinh kiêu mạn sân não, khiến họ được khởi tâm hồi hướng. Hơn nữa, để phát triển thêm cái gốc các thiện căn của chúng sinh, cho nên Bồ Tát đã lễ các chúng sinh, hỏi vị Bồ Tát tỳ kheo nào hễ gặp bốn chúng thì việc đầu tiên là lễ, lễ cả tỳ kheo ni và bạch y, chỉ người tại gia, như thế chẳng phạm giới luật ư? Đáp, Bồ Tát tỳ kheo chẳng làm lễ đó. Lễ thì có phạm, nay làm lễ đó sở dĩ chẳng phạm là vì Bồ Tát đối với tính tội ắt trì giới luật, nhưng đối với giả tội thì có phạm, vì để khuyến khích việc làm lợi cho đại chúng. Nếu chỉ là tỳ kheo chẳng phải là Bồ Tát mà lễ thì có phạm, chẳng lễ thì không phạm. Thêm nữa, nếu lễ bốn chúng thì chẳng phạm, nếu chỉ lễ riêng một chúng thì sẽ khiếm khuyết. Lại nữa, đó là kính Phật tính chứ chẳng phải là lễ thân xác, cho nên đã chẳng chuyên đọc tụng cũng chẳng chuyên lễ bái, luôn cả hai sự đó. Tỳ kheo mới học lễ chân duy ma là vì chưa biết, vì chẳng phải là hạng cựu học, nhưng có người giải thích rằng tỳ kheo này chẳng thực hành việc đọc tụng mà chỉ lễ bái. Nếu thế thì lẽ ra phải nói rằng chẳng đọc tụng kinh chứ cần gì phải dùng chữ chuyên nữa. Cho nên biết rằng chẳng chuyên đọc tụng cũng không chỉ thực hành việc lễ bái, đó chính là ý trong này. Kinh văn: trong bốn chúng tới ngài sẽ thành Phật. Tán rằng đây là phần thứ ba bị lời xúc phạm mà nhẫn nhịn được, có hai mục: một, bị lời xúc phạm; hai, có thể nhẫn nhịn được. Kinh văn: lúc nói lời này tới là thường bất khinh. Tán rằng đây là phần thứ tư thân bị xâm hại có thể chịu đựng được, và phần thứ năm tiếng lành đã nổi, trên đây chính là tứ thập tâm vị. Kinh văn: tỳ kheo này tới kinh Pháp Hoa này. Tán rằng đây là phần thứ sáu thắng quả bền sinh có ba ý: một, nghe pháp có thể thụ trì; hai, sáu căn thanh tịnh; ba, tam thọ thuyết pháp. Nếu thường bất khinh trần giả đọc kinh Pháp Hoa trong thời tượng pháp từ trước thì há có thể vào lúc lâm chung nghe xong để thụ trì ngay được. Nếu trước chẳng tu nhân thì quả làm sao mà sinh ra được. Trước kia lễ bái là tứ thập tâm vị, nghe pháp căn tịnh là tứ thiện căn vị. Vì tăng thọ mệnh nên được sức đại thiện tịch, dần thành lý quán vì quán chân lý. Kinh văn: bấy giờ tăng thượng mạng tới tam hiệu tam bồ đề. Tán rằng đây là phần bảy kẻ ác theo sự giáo hóa có hai mục: một, kẻ ác theo sự giáo hóa; hai, số được giáo hóa trở thành nhiều. Đại thần thông lực khiến tăng thọ căn tịnh, nhạc thuyết biện lực khiến nhớ kệ thuyết pháp, đại thiện tịnh lực khiến dần dần thành đế quán nghe pháp hiểu lý. Kinh văn: sau khi mệnh chung tới tâm không sợ gì. Tán rằng đây là phần thứ tám nói về thiện sĩ tăng đạo có năm phần. Văn này có bốn: một, gặp Phật thuyết pháp; hai, gặp Phật trì tụng. Hai thứ này tại phàm tứ thập tâm vị, do như vậy mà ba được sáu căn thường tịnh liền nhập sơ địa, bốn trừ được năm điều sợ hãi đạt được bốn vô úy. Cho nên biết là thường được sáu căn thanh tịnh nhập trong sơ địa, Bồ Tát lẽ ra phải trụ ở trong vòng sinh tử để hóa độ chúng sinh. Người thường gặp Phật thì chưa nhập thập địa, nếu chẳng gặp chư Phật thì như thuyền nát giò, tự mình chẳng thể độ, làm sao mà có thể độ cho người. Như đem chút nước nóng đổ xuống ao băng lớn, ban đầu dẫu có làm tan một ít nhưng sau đó lại đóng băng. Người chưa lìa được phiền não lại chẳng gặp Phật mà làm việc lợi sinh thì cũng như thế. Kinh Hoa Nghiêm trong phần thuyết về thập địa nói: Bồ Tát được hoan hỷ địa thì địa xa mọi sự sợ hãi liền. Đó là nỗi sợ chẳng sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ xa vào đường ác, sợ uy đức đại chúng. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát đó liền ngã tướng, cho nên ngay đến thân còn chẳng tham, huống hồ là các vật dụng, cho nên Bồ Tát không có nỗi sợ chẳng sống. Tâm chẳng hy vọng được cung kính, cúng dường, ta phải cúng dường hết thảy chúng sinh, cung cấp cho họ những thứ mà họ cần, cho nên Bồ Tát không sợ tiếng xấu. Vì lìa xa ngã kiến không có ngã tướng, nên không có nỗi sợ chết. Lại nghĩ như vậy, nếu ta chết rồi, lúc tái sinh, ta sẽ trông thấy chư Phật Bồ Tát, cho nên không có nỗi sợ bị sa vào đường ác.
chỉ nguyện của ta không ai bằng được, huống chi là có sự trội hơn, cho nên không còn nỗi sợ uy đức đại chúng. Nếu theo cách giải thích của luận thì vô úy có hai loại: một, vô sở úy của Bồ Tát; hai, vô sở úy của Phật. Vô sở úy của Phật tức là chính đẳng giác. Ở đây có vô sở úy của Bồ Tát có bốn thứ: một, vì chúng sinh mà thuyết pháp, vô sở úy không sợ gì hết, vì mọi điều đã được nghe đều có thể thụ trì vì được các Đà La Ni, cho nên thường nhớ chẳng quên. Ba thứ sau đây gọi là thuyết pháp giữa đại chúng vô sở úy. Hai, vì biết dục giải nhân duyên, các căn lợi đội của hết thảy chúng sinh, cho nên tùy theo sự hưởng ứng của họ mà thuyết pháp cho họ. Ba, chẳng thấy thập phương có ai đến hỏi vạn mà khiến ta chẳng thể giải đáp được như pháp, vì chẳng thấy chút tướng trạng nào như vậy. Bốn, hết thảy chúng sinh thính thụ vấn nạn thì đều tùy ý như pháp, khéo biết phá dứt mọi điều nghi ngờ. Liền năm thứ sợ hãi nói trên đã được bốn thứ vô úy này thì nhập sơ địa. Sau này nhập bát địa rồi thì mới lìa được bốn nhân, nguyên nhân của sự sợ hãi.